À, như vậy thì chúng ta vừa xem xong một cái video về hiệu ứng chữ được thiết kế theo các cái mẫu có sẵn trong phần mềm Explendio Video Creator. Như vậy thì cái cách thiết kế hiệu ứng chữ trong cái bài học hôm nay thì nó khác với cái mẫu thiết kế chữ với mẫu tùy biến mà chúng ta đã tìm hiểu trong cái bài học tuần trước. Cụ thể thì trong video lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu cách thiết kế background, rồi cách chúng ta đưa chữ và các cái biểu tượng từ trong phần mềm cũng như là các cái biểu tượng và chữ được chuẩn bị sẵn ở màn hình desktop. Nói cách khác thì chúng ta có hai cái cách thiết kế chữ ở trong phần mềm Explain Audio Video Creator. Cách thứ nhất là cái cách chúng ta thiết kế theo cái mẫu tùy biến, đó là cách chúng ta tạo từ cả cái background. Và cách thứ hai là chúng ta tìm hiểu trong cái bài học hôm nay ở phần đầu cái video mà chúng ta vừa xem, đó là chúng ta điều chỉnh cái hiệu ứng chữ từ các cái mẫu có sẵn. Vậy thì để phân biệt được hai cái cách thiết kế hiệu ứng chữ mà chúng ta tìm hiểu trong cái bài học trước và cái cách thiết kế chữ với mẫu có sẵn mà chúng ta tìm hiểu trong cái phần đầu của video bài giảng này, thì chúng ta cùng nhớ lại cái nội dung của cái bài học ở tuần trước để chúng ta tìm hiểu xem cái sự khác biệt giữa hai cái cách thiết kế mà chúng ta muốn trao đổi ở hôm nay. Và trong bài học trước thì chúng ta không chỉ tìm hiểu cái cách thiết kế các cái hiệu ứng bằng tay mà chúng ta còn tìm hiểu cái cách xóa các cái chữ đã được thiết kế sẵn. Và hôm nay thì kênh học đường sẽ tặng cho chúng ta các cái file cài đặt thiết kế video bản quyền. Và nếu ủng hộ kênh thì xin mọi người bấm vào cái biểu tượng đăng ký kênh ở phía dưới góc phải của video này để tạo được các cái hiệu ứng chữ ở trong phần mềm Explendio Video Creator theo các cái mẫu có sẵn. Thì chúng ta vào phần mềm Explendio Video Creator và ở giao diện chính chúng ta bấm vào cái ô bên phải Video Creation Mode, có nghĩa là tạo cái dự án, và chúng ta bấm vào mũi tên màu trắng ở phía trên, bấm vào Accept. Lúc này thì giao diện của phần mềm xuất hiện, chúng ta bấm vào dấu cộng ở phía trên góc trái của màn hình. Tại cái ô màu trắng giao diện, chúng ta bấm một cái tên bất kỳ và bấm vào Create. Thì lúc này ở phía trái ở phần khu vực timeline đã xuất hiện một cái dấu cộng màu trắng. Chúng ta tiếp tục bấm vào, chúng ta bấm tiếp vào Create New Scene ở phía trái. Thì ngay lúc này giao diện của phần mềm đã xuất hiện để chúng ta thực hiện các cái thao tác, bấm tiếp Add Animation Slide. Và nếu như theo cái cách chúng ta thiết kế với các cái mẫu tùy biến thì chúng ta bấm S ở khu vực bên trái, bấm S Single và bấm vào Add. Sau đó thì chúng ta bấm vào Close Canva, bấm tiếp Slide, bấm Customize This Animation, bấm vào Animation, sau đó chúng ta bật On cho cái background. Và ở cái bài học trước thì chúng ta đã tìm hiểu là chúng ta chọn cái slide số 15 để tương tác với cái mẫu tùy biến. Tuy nhiên trong bài học hôm nay thì chúng ta không chọn cái mẫu tùy biến mà chúng ta sẽ chọn cách khác, đó là thiết kế theo mẫu có sẵn. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta cũng bấm vào dấu cộng, bấm vào Create New Scene và ở góc trái chúng ta bấm vào Add Animation Slide, tương tự như lúc nãy. Sau đó chúng ta bấm Add Explendio Slide. Lúc này thì ở cái giao diện chính của phần mềm Explendio Video Creator xuất hiện một cái bảng màu trắng bắt đầu bởi cái chữ là slide back, có nghĩa là các cái slide chứa các cái mẫu slide có sẵn. Mỗi slide back này nó sẽ chứa rất nhiều các cái slide đơn, và chúng ta lần lượt kéo xuống để quan sát cũng như là bấm vào các cái mẫu mà chúng ta thấy nó xuất hiện ở cái khu vực slide back. Và lúc này chúng ta quan sát ở
cái slide pack thì có rất nhiều cái mẫu nó bắt đầu bằng chữ pro. Thì các cái slide pack bắt đầu bằng chữ pro thì thường thường nó chứa rất nhiều các slide đơn khá đẹp. Thì đây chúng ta thử tìm hiểu một cái mẫu đầu tiên. Thì khi chúng ta bấm thì bên cạnh ở cái khu vực giữa sẽ xuất hiện một cái khu vực gọi là slide, và chúng ta lần lượt bấm vào các slide này thì nó sẽ xuất hiện các cái mẫu tương ứng. Đấy, rất là đẹp. Và cái việc chúng ta chọn các cái slide pack nào và các slide đơn như thế nào thì chúng ta phải cần xem và rà soát nhiều để chọn ra được các cái mẫu phù hợp với cái kịch bản. Và ở đây thì chúng ta thấy một cái mẫu khá đẹp, và nếu muốn chọn cái mẫu này để tạo ra cái slide xuất hiện đầu tiên thì chúng ta bấm Add Single. Sau đó thì ở phía dưới chúng ta bấm vào Add để đưa cái slide này vào cái cửa sổ chính. Tiếp tục bấm Close Canvas và chúng ta dừng cái mẫu này bằng cách bấm vào cái ô có hai cái biểu tượng như cuốn vở để dừng lại. Sau đó chúng ta bấm vào Customize và bấm vào chữ Text có nghĩa là chữ, và lúc này thì ở ô cửa sổ nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái ô màu trắng, thì trong đó có xuất hiện cái mẫu chữ là We Help You. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là điền các cái nội dung mà chúng ta muốn, cái nội dung mà theo kịch bản vào. Đấy, bây giờ thì cái chữ mà chúng ta nhập vào thì nó đã xuất hiện ở trên cái cửa sổ chính, đó là xin chào các, mà không thấy được cái chữ cuối. Vì vậy chúng ta điều chỉnh cho cái cỡ chữ nó phù hợp và nó vừa khớp với cái ô màu tròn trên cửa sổ preview. Như vậy lúc này thì đã tạm ổn. Chúng ta tiếp tục qua cái dòng chữ thứ hai, đó là create anywhere somewhere website, bằng cách là điền các cái nội dung tiếng Việt mà vào cái ô chữ thứ hai. Thì ngay lúc này ở cửa sổ chính sẽ xuất hiện cái nội dung xin chào các bạn đến với kênh ống kính học đường tiếng Anh về tắt. Và chúng ta có thể chia cái nội dung chữ dài này thành hai phần để cho cái nội dung nó vừa khít vào trong cái ô chữ màu tròn ở trên cửa sổ preview, và bấm vào Open Canvas, bấm vào Close Canvas để cho cái hiệu ứng xuất hiện ở cái cửa sổ chính. Chúng ta quan sát và điều chỉnh nếu cảm thấy cần thiết, thì chúng ta bấm vào Customize This Animation, bấm vào cái dòng thứ hai, sau đó chúng ta có thể điều chỉnh màu hoặc là cỡ chữ. Thì ở đây chúng ta điều chỉnh một cái mẫu chữ khác với mẫu chữ default để cho cái nội dung chữ nó đậm hơn. Trong phần mềm Explendio Video Creator thì cái hiệu ứng chữ phông tiếng Việt nó có khá hạn chế, vì vậy chúng ta cũng xem đây là một cái điểm trừ của cái phần mềm này. Bây giờ chúng ta đã đổi chữ và thấy cái mẫu này khá phù hợp với nội dung. Chúng ta kiểm tra, và nếu cần điều chỉnh lên xuống thì chúng ta bấm vào dấu cộng thì cái chữ nó sẽ xuống, và ngược lại chúng ta bấm vào dấu trừ thì chữ nó sẽ xuất hiện lên phía trên. Và tương tự như vậy thì ở phía trái chúng ta bấm dấu cộng và dấu trừ thì cái nội dung chữ mà chúng ta lựa chọn nó sẽ chạy qua bên phải hoặc qua bên trái tùy theo cái ý muốn của cái người biên tập. Và tiếp theo chúng ta tạo một cái hiệu ứng slide mới, Add Animation Slide, và chúng ta tiếp tục chọn một cái mẫu. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một cái mẫu mà chúng ta đã được thấy ở phần đầu của cái video này. Đây là một cái hiệu ứng viết tay với cái biểu tượng của một cái hình người cũng như là một cái nội dung chữ ở bên cạnh. Thì
Tương tự như cái mẫu đầu tiên thì chúng ta cũng bấm vào chữ S để đưa cái slide này vào giao diện chính của phần mềm và chúng ta quan sát ở trên cửa sổ. Và tiếp tục chúng ta dừng cái slide này và bấm vào Customize this animation. Và tương tự thì chúng ta bấm vào cả cái khung chữ để điền vào và thay đổi cái nội dung và thay đổi cái cỡ chữ. Bây giờ chúng ta nhập cái chữ là vào ở trong thì chúng ta thấy xuất hiện ở cái cửa sổ chính và không ra cái phông tiếng Việt mà ra cả cái chữ không có nội dung. Vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh sang cái mẫu Roboto, đồng thời điều chỉnh màu mà chúng ta cho là phù hợp. Và tương tự như vậy thì chúng ta điều chỉnh cho các cái nội dung ở các cái ô nội dung chữ tương ứng ở bên màn hình. Và chúng ta cũng điều chỉnh qua cái mẫu chữ Roboto và thay đổi màu phù hợp và theo cái nội dung mà chúng ta thấy cảm thấy phù hợp. Ở phía dưới chúng ta có rất nhiều các cái hiệu ứng chữ và chúng ta thấy cái mẫu này phù hợp thì chúng ta có thể chọn. Và tương tự cái mẫu chữ cuối cùng chúng ta cũng nhập vào và chuyển sang mẫu chữ Roboto để cho nó lên cái phông tiếng Việt. Như vậy trong cái phần mềm Islandio Video Creator thì mẫu chữ nó khá hạn chế. Và chúng ta có thể tương tác để điều chỉnh cái cỡ chữ. Và chúng ta bấm vào Open Canvas để xem cái nội dung mà chúng ta vừa biên tập đã phù hợp với kịch bản cũng như là bảo đảm yếu tố kỹ thuật chưa. Tiếp theo thì chúng ta vào thêm một slide nữa, thực hành thêm một slide nữa để chúng ta thuộc cái cách biên tập với cả cái mẫu video được thiết kế sẵn. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cả cái mẫu phù hợp theo kịch bản mà chúng ta mong muốn, bất kỳ cái mẫu nào. Thì để làm được một video hay thì trước hết chúng ta phải xây dựng kịch bản, rồi chúng ta tương tác với phần mềm nhiều để xem các cái mẫu nào nó phù hợp với kịch bản. Bây giờ chúng ta chọn một cái mẫu này để gắn kết với cái nội dung của hai cái slide lúc nãy và cũng tương tác với cái cách tương tự, đó là S single S để đưa cái nội dung này vào cái giao diện chính, bấm close và chúng ta dừng cái video bằng cách bấm vào cái biểu tượng quyển vở. Sau đó chúng ta bấm vào Customize this animation và tương tự thì chúng ta điều chỉnh cái nội dung của chữ là phù hợp với cái kịch bản gần tương tự với hai cái slide đầu để có một cái nội dung tương đối logic. Ở đây thì chúng ta tiếp tục thay đổi cái kiểu chữ Roboto, thay đổi màu và điều chỉnh lên xuống để cái khoảng cách cũng như là trái phải nó phù hợp với cái cấu trúc của toàn thể một cái slide. Như vậy cái dòng chữ thứ hai thì chúng ta thấy là cái phông tiếng Việt nó có lỗi thì chúng ta chuyển sang mẫu Roboto và cái cỡ chữ nó cũng khá lớn thì chúng ta điều chỉnh màu cỡ chữ Roboto cũng như là cái size nó sẽ nhỏ hơn so với cái thiết kế mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên cửa sổ. Và chúng ta tiếp tục kiểm tra cái cỡ chữ, kiểu chữ, phông tiếng Việt và điều chỉnh lên xuống cho nó phù hợp với cái cấu trúc chung của hình ảnh cũng như là của chữ, tạo cho cái slide có một cái cấu trúc đẹp nhất. Sau đó bấm Open Canvas
và để kiểm tra cái slide chúng ta vừa thiết kế xong chất lượng như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra các slide như thế nào trước khi xuất video. Thì chúng ta đều thấy ở ba slide đều có cái kiểu tay của một người đàn ông. Thì chúng ta có quyền điều chỉnh cái kiểu tay của ba cái slide này tương tự như cái bài học lần trước, và chúng ta điều chỉnh cho đến cái slide cuối cùng, và sau đó chúng ta bấm chạy thử ba cái slide này như thế nào. Chúng ta bấm slide đầu để cho nó chạy cả ba cái slide. Chúng ta kiểm tra toàn bộ cái biên tập của hôm nay. Thì lúc này chúng ta thấy chỉ xuất hiện cái slide đầu tiên, thì trách nhiệm của chúng ta đó là phải mở cái phần slide này để cho cả ba cái video nó cùng xuất hiện, tạo thành một cái video tổng thể. Như vậy chúng ta mở và bấm vào cái slide đầu. Thì lúc này chúng ta kiểm tra toàn bộ cái sản phẩm, cái video cuối cùng. Và chúng ta thấy nội dung, kịch bản và kỹ thuật của cái bài thực hành cũng khá bảo đảm cái chất lượng và cái nội dung mà chúng ta mong muốn. Thì lúc này chúng ta xuất video bằng cách chọn cái điểm xuất video, rồi chúng ta bấm vào Start Export và đặt tên của file và xuất video để sử dụng. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong nội dung của bài học hôm nay. Việc tiếp theo thì chúng ta chỉ ngồi chờ cho video render xong, thì ở ngoài màn hình desktop thì chúng ta sẽ có một cái video hoàn chỉnh. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học sau.